Nỗi nằm liêu diêu sự nghĩ vậy tự tình đất nước ba ngủ vậy may đó sự tình đất nước đi à. Bộ giọng hát lên cạp hết cạp ủa còn răng anh còn tưởng anh con lành chứ hả con lành là con cạp ổn đi trời ơi nhìn chảy nước miếng thiệt á một người ăn ba người nhịn nhau ăn có mùi phấn nữa chấm phấn chấm phấn quảng cáo phấn luôn ăn được thấy ớt nhẹp không nè xài ướt hồi nãy rửa xong mà cắt xong rồi bỏ vô á nên nó bị ướt chua không anh không hợp không không ở ngọt không không hợp hả có hợp có hợp đâu chưa ăn vô tới ỏi ỏi 20.000 ký ở ngoài chợ kia kìa quảng cáo sao em cho anh Trung Văn ăn ổi có 20.000 ký vậy chứ ăn ổi nhiều ta ăn vậy thì mình ăn vậy chứ nó trả lời đúng rồi kìa chú anh là nghệ sĩ nổi tiếng rồi sao nên nó người chị nói tiếng quen ngừng hả quá nữa nói chuyện vui gái anh hả nó rồi hả sao nó chẳng là bà nội của nhỏ Diễn Chung Diễn Chung là dâu anh hả ừ dâu á vậy tính ra là nó là như má anh vậy đó ngang hàng với tao á không má anh chứ tại vì bà nội của Diễn Chung bà nội của con dâu là có nghĩa là ừ còn má má tao á chỉ nói chuyện vậy mà ăn quà cũng thấy học chút hả à. Bây giờ make up để chuẩn bị phần đoạn tiếp theo ha anh. Dạ. Ừ. Anh tham gia quay được bao nhiêu tập rồi anh? Ông nội cũng không biết hả? Đè đầu đã quay hoài. Không có bao nhiêu tập. Sao sáng dựng dầu vậy đi? 12 đêm về. Hả? có bữa dựng nổi dựng đều vậy có bữa dựng không nổi hả dựng bữa dựng không nổi dựng gì chú dựng đầu giờ đi quay đó quay riết rồi giờ máy quay phim sợ tưởng nhìn thấy ba mét cấp sợ chứ cho ăn ổi với phấn à bé gái này nói chuyện duyên quá nè còn có hàm răng khểnh đó đâu rồi hả không chuột á con mai hương nè chị nghiêng hết sức bà nội không cho niềng sợ bà nội nó hồi nói còn trẻ nó có hai răng như vậy nhưng mà nội nhổ rồi bây giờ ủ vì hai tháng răng như vậy nhổ rồi không tại nó ủ rụng răng á lỡ như rụng còn cái trái này không chú không có ai đâu ai mà muốn răng mình sạch nó dễ ăn khoai lang răng cắn con nghĩ ăn chuối chứ ăn khoai lang vàng á khoai lang cắn răng đừng đánh răng ha rồi đừng đánh răng sai còn ai muốn răng mình mà dơ thì ăn mía vậy thôi còn ăn ổi là ăn sao chú ngỏi ăn răng bình thường ăn ổi thì nó rụng răng thôi chứ gì đâu sáng đi học thấy nhỏ nó ở dơ quá cho 2.000 kêu dẫn mua mía ăn cho sạch xong đi mua khoai ăn hết thì đó đúng bản là phải ăn khoai lang thì răng mới đẹp tin thấy có ổn mày giờ mày có một cái răng nanh bên đây ha hai cái nghe ra coi trời ơi thì đóng phim ma khỏi cần quá trang hai cái răng khẩn đang khởi không biết ăn nhanh luôn hả cảm ơn nhưng mà ăn thịt ăn cá được nha con. Ngon ngày đã mà tại mày vì nói gì mèo đúng rồi mèo phải có răng nanh đúng rồi của con rắn không có răng chuông rắn hả à. Bữa tiệc rắn còn nữa trời đã quá nó bóp đã quá bóp đã đi nó không còn 12 cái bạn có chân đúng không răng coi nặng có anh này kìa răng coi nặng luôn răng nhanh nó cắn coi nặng quá anh không cho anh
Tới ăn này được. Hello. Tới ăn gì vậy? Ở đó nè. Về khách tới rồi. Nha, tới gì cơ? Mẹ ơi, phần gái mười khai bên nước, biết bên nào trong, biết sông nào biết chuối hay mai, một ngày còn xuống giá theo. Chị cho độc lập hết, đừng chỉ cố nắp con, tại cái này là cái tưởng tượng. Mười tám năm qua mẹ đã nuôi con, đúng rồi, cho tôi gì đây, đúng rồi, hình đã là mười mấy năm trời mẹ kiếm ăn chưa, chưa một lần đổi lại nghĩa mai một đây con về làm dấu thiên hạ, là cả cuộc đời cha chọn cho người ta, để mẹ cô đơn khi bóng chế tủ chưa được dạ. Ai hả, nói chung là đang khàn tiếng lắm mà mát luôn. Cái này tự hát hả chị? Không, chị nghe người ta hát rồi chị học theo thôi à. Không, mấy bữa nay là ngoài Bắc mà hát không được bỏ rồi mà hay á. Chị quay phim này mệt này, hát không hay mấy. Dạ. Chú ở ngoài nè, chứ đâu có lên phim đâu. Chị bông bộ hoa 16 đỏ này với quần đen channel cái gì không? Tên nói chú gì không? Không, 12 chính là độc lập cái tưởng tượng. Tên nói chú gì không? Có. Nó sao? Ừ, chị thay giùm em đi. Thay bộ này á? Thay đi, thay có mặt đâu, thay nói thằng. Trời ơi, đi theo diễn viên không? Cái này mới tới lập, hai chết như đi đâu à? À dính ra cô hả? Không, trời. Không, thêm vô thôi. Sao không mặc cái bộ